Đắk Lắk ngày 26 tháng 8 năm 2021, chỉ thị 16 ban hành, siết chặt giãn cách. Dịch phát bùng lây nhiều vùng Đắk Lắk, Cà Rông Năng, Ma Đờ Rắc, Ê Ca, Cà Rông Bông, huyện Cư Quyên, Cà Rông Na, E Hờ Leo, Cư Bờ Nga, Hồ Lắk. Xin kêu gọi hỡi bà con Đắk Lắk, nghị định ra hãy siết chặt cách ly. Quá gian nan diệu biến chủng cô quy, nó lang thang tìm đường đi lây nhiễm. Lỡ dính vào cả gia đình nguy hiểm, bỏ buôn làng người tri kỷ ra đi. Cảnh đau thương nhìn giây phút chia ly, hãy ngẫm xem thấy những gì thực tại. Ngày ra đi kẻ ở lại héo sầu, 10.000 người mãi vĩnh biệt chôn sâu. Ôi bi thảm những mái đầu ngay dài, bước ra đường bao hoang dại ép không. Lỡ dính phải là nhận kiếp tan bồng, vĩnh biệt ông bao nghĩa tình chồng vợ. Khi chưa tới có nhiều người chưa sợ, khi tới rồi nuôi trả nợ nhân sinh. Quá điên tư khi nghĩ được riêng mình, đất nước gọi hãy đồng tình tổ quốc. 14 huyện gặp nguy nan khó nhất, trực chốt canh bao vất vả đêm ngày. Hỡi đồng bào vì tổ quốc chung tay, hết cách ly và đón ngày hết dịch. Ôi Đắk Lắk, Tây Nguyên tôi mến thích, kéo cao cờ ôi Ma Thuộc Tây Nguyên. Cha mẹ ơi, ơi vàng hỡi linh thiêng, hỡi đại ngàn quyền ê đê nguồn gốc. Cùng điệu múa khế rượu cần dân tộc, ngọn lửa hồng mừng hết dịch ê đê. Vâng, thưa các bạn, theo chỉ thị 16 ngày 26 tháng 8, Thanh Long Vlog cũng xin làm cái video này. Rất mong tất cả các bạn hãy ủng hộ, và những cái hình ảnh trên video Thanh Long Vlog xin mượn ở tỉnh Đắk Lắk và cũng có một video ở tỉnh khác, thì rất mong tất cả các bạn ủng hộ để tuyên truyền ngày siết chặt giãn cách tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tác giả của Thanh Long Vlog viết bài thơ này, xin tất cả các bạn hãy tiếp tục bài thơ thứ hai. Thư gửi mẹ ngày 26 tháng 8 năm 2021, ngày siết chặt giãn cách Buôn Ma Thuột và 14 tỉnh huyện chung quanh thành phố Buôn Ma Thuột. Đất Đắk Lắk, con ghi thư thăm mẹ, quá đớn đau đôi trẻ khóc lạy vang. Nhìn xa xa chiếc hòm vắng khối nhang, không người thân không xóm làng hiu quạnh. Lòng quặn đau ôn di ảnh đoạn trường, cho con nhìn mặt người mẹ yêu thương. Sao bác nở các con đường chia biệt, lời khẩn cầu người con bao tha thiết. Mẹ, mẹ ơi, mẹ có biết con khẩn cầu. Ơi mẹ ơi, dưới lòng đất chôn sâu, để bơ vơ hai mái đầu thơ trẻ. Nếm đi em, anh vỗ về nói khẽ, mai mẹ về mua bút vẽ cho em. Chiếc quan tài đã di chuyển lên xe, tiếng gào thét ôi tình thăm con mẹ. Tiếng hú còi làm giật mình con trẻ, thế là hết bước trường đời đơn lẻ. Em nghẹn ngào kêu khê khẽ mẹ ơi, con Covid làm chia rẽ bao người. Nghị định ra nhớ ghi lời chống dịch, virus mọi nơi gọi là thiên địch. Hãy chung lòng mùa dịch chống qua, nơi nhà thương con đã chứng kiến cảnh chia ly. Người mẹ trẻ ra đi để hai con nhỏ nhìn mà đứt từng đoạn ruột. Lời khẩn cầu xin bà
con nên quyết tâm giãn cách để không nhìn thấy cảnh chia ly người đi kẻ ở. Cuối thư, con cầu chúc mẹ gia đình an bình hạnh phúc để qua khỏi mùa dịch COVID. Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2021, tác giả Thanh Long Vlog. Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2021. Đắk Lắk, con vi thư thăm mẹ. Nghị định 86 mấy chính phủ đề ra cùng cách ly, quyết giãn cách 5K, báo người dân, chỉ thị đến từng nhà. Nay F0 đang lây mạnh tháng qua, ngày 26 tháng 8 biết mà thực thi. Nghị quyết mới hãy siết chặt cách ly, huyện thôn thành phố đến ngay nhà mình. Hãy ngẫm suy những cái chết thất kinh, không may nó đến thình lình nhà ta. 10.000 người đau đớn mãi đi xa, ôi bi thảm, ôi thật là tang thương. Cảnh chia ly quá đau xót đoạn trường, ôi cha mẹ dặm đường sầu bi. Ôi tận cùng nhìn di ảnh chia ly, không vuốt được mặt ghi ơn báo đền. Con ghi tâm mãi khắc cốt nào quên, không cờ không trống nối lên hiếu này. Ôi thiên trời, ôi địa phủ sơn mây, ôi ngàn đau đớn, ôi xác thay phần trần. Con kính trời, ôi lạy Phật ban ân, cùng nhau dập dịch không đến phần nhà ta. Nước Việt Nam, ôi tổ quốc bao la, đồng lòng giãn cách nước nhà phồn vinh. Ngàn năm vinh hiến nước mình đẹp tươi, hỡi con rồng, ôi nước con lạc người ơi. Ơi da vàng máu đỏ nước Nam ta, chung tay dập dịch nước nhà bình an. Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2021, tác giả Thanh Long Vlog. Thư gửi mẹ mùa dịch COVID. Nơi quê nhà mẹ mượn bút ghi thư, ông bà cháu vẫn an bình như bận trước. Mẹ kể tình hình quê mình làng nước, cô hai xóm trên đi trước ông bà. Bệnh nhiều ngày không chịu khai báo ra, y tế khám chết là lây COVID. Giãn cách ngõ thôn xóm làng chằng chịt, các ban ngành canh chốt trực nhiều nơi. Quá đau lòng không cho viếng con ơi, sai trái lời cấp trên phạt nặng. Quá đau thương cô tảo tầm mưa nắng, lúc di quan lẳng lặng có 7 người đứng trong xa kêu gào khóc mẹ ơi. Chia đôi ngã không có lời từ biệt, cảnh đau thương ngậm ngùi không tả xiết. Con COVID đâu cần biết lạ quen, hỡi bà con xin cửa đóng cài then. Lỡ ra đi không kèn không trống, ảnh hưởng gia đình lâm nguy đời sống. Bọc giãn cách ly vì dòng giống Việt ta, nhà thương bệnh hưng hòa quá nỗi xót xa. Quá nguy nan liệm bà con tắt thở, ôi hồn rương khó tìm xe chuyên chở. Quá nguy nan nào ai mở lòng đâu, xin ơn trên cứu độ lời mẹ cầu. Hết COVID Việt Nam mình hết dịch, đêm đã khuya mẹ xin dừng bút chúc gửi cho gia đình các con cùng các cháu. Chúc bà con chung tay phòng chống dịch mùa dịch COVID. Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2021.
Đắk Lắk ngày 26 tháng 8 năm 2021. Dịch phát tán, xin bà con giãn cách, đừng trách ai và mắng lại nhầm người. Tình hình chung, nay dịch có bao nơi, cố giãn cách và đúng nơi đúng chỗ. Vì chủ quan, mình đi không nhớ ngó, khi nhầm rồi, nhìn thấy để mà thương. Vì cuộc đời không kiềm chế dây cương, khi mắc bệnh, vì lùi không được nữa. Cố cách ly là bà xóm làng sâu chứa, nhưng tim không mà lắng động tràn đầy. Một đời người kiềm kế giỏi sương mây, phận trách ai để kêu trời trách đất. Tình hình chung mà cố chen ngõ chặt, cửa cách ly nhưng càng quyết xông vào. Bốn bức tường lòng dạ nghĩ xôn xao, cố lên nhé, ngày mai rồi hết dịch. Thưa các ban ngành và các bà con trên tỉnh Đắk Lắk đã ra chỉ thị 16 kêu gọi người dân siết chặt giãn cách ly để cùng chung tay đẩy lùi bệnh Covid. Tôi xin mượn những hình ảnh trên cộng đồng Facebook, mong tất cả các bạn, các ban ngành trên tỉnh Đắk Lắk ta rất thông cảm, nhằm để kêu gọi người dân cùng chung tay phòng chống dịch. Nếu có gì sai sót xin được lượng thứ. Nếu ban ngành hay các bạn muốn xóa hình ảnh nào, tôi xin xóa những hình ảnh của bạn không đồng ý. Vâng, đây là những hình ảnh tôi xin trên cộng đồng Facebook. Rất mong tất cả các ban ngành, bà con tỉnh Đắk Lắk cũng như các tỉnh lân cận, nếu có ảnh hưởng những cái hình ảnh nào xin báo để tôi biết và tôi xin xóa. Rất chân thành và cảm ơn. Bốn bài thơ Thanh Long cũng mới tập làm, thì xin các bạn hãy xem và lượng thứ, và xin các bạn hãy đứng ủng hộ đăng ký cho Thanh Long một giúp, để Thanh Long sẽ có những động lực làm tiếp những video hay hơn để phục vụ tất cả bà con ta, để cùng chung tay dập dịch Covid. Cuối cùng, Thanh Long Vlog xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và cố gắng qua cái mùa dịch Covid. Thanh Long Vlog xin thân chào và xin cảm ơn các bạn.